tassa sanne aroga sukita hoi sa sabbe nyati pite atalanta sukita vruna buddhassa sanne aroga sukita ho tassa sabbe ít nhà tị tuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang katap bang giri yang mamaka yena waja manasa tidase sugatang katang yesata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawan tute ye tang ka tang su vi di tang din nang punya palang maya ye chatathana chanan ti dewa gantwa ni veda yung sabbe lokam hi ye sata jiwanta harahe tuka manunyang fo chanang sabbe lafan tumamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi, đều tác thành đến cõi trời đầu lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà tin nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vô ta mê bù nhàng à sa vá kha yô vá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hành được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn tại. Cầu mong cho các vị ấy hành được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là một mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Vẫn còn là thời gian. Xin đọc bài rải tâm bác ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta janidukha vayapatta ta chani paya soka pata chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Khà Giá. Em còn đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Sáng nay với những phước lành tạo được cho sự lễ bái tam bảo, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam, đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Nếu sư đã rảnh tay có mặt trước máy thì xin cho con biết tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học câu pháp cú. Sáng nay là một cái thầy á. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Khà Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thầy Đức Tăng trong những việc làm mà chúng tôi không được rõ. Chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiền nam, thiền nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 398. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt Thô Ma Hê Si A-ra-hăng Tát Tha Gá Tô Lô Cú Tâm Mô Sắp Bá Gá Rù Vít Chê Tát Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chá Na Đầm Mắc Cô Quý Đô Quành Đà Má Hành Tăng Ná Ra Pù Chá Này Giác Cân Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu. Ngài bậc trí thức không đau sinh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tu thượng giáo chủ, chi năng vô lượng. Tử đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ quý giá ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi na ca lô cô sa bành nhu bút thọc bất tí phù tí sành nhá tù hoành đà mó hành tầng ná ra phù. Cha này giác tầng, pháp bảo với như anh vàng, như lai xoay sáng, vạt mạng, phù minh, pha tan, lầm lạc chúng sinh, đầy những vật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chung, nhân gian cúng dường.
sang khu su thô su ca ta sa sa quá cô sa kha su ca mô quá ra thầm ma sa kha cô nình đà bất sang sa di hà nà ra rô quá rô vần đà ma hành tăng na ra pù cha này giác cần tăng bảo trinh văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần sa lìa thế pháp phàm nhân ai bị con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra thành hát tê gia tê chê nó sẽ thà mê ê tu quá tha nàng ta xà bí à nú phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chặt tụ. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Gia. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 398. Chết tòa nắp thìn quá rắp tân cha. Chết tòa nắp thìn quá rắp tân cha. Chết tòa nát thiền quá rắp tần cha. Câu số 2. Sân đà năng sa hạ nụ cạp măng. Sân đà năng sa hạ nụ cạp măng. Sân đà năng sa hạ nụ cạp măng. À, bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Chết tòa nát thiền quá rắp tành cha sanh đà năng sa hà nút cạp măng. Chết tòa nát thiền quá rắp tành cha sanh đà năng sa hà nút cạp măng. Chết tòa nát thiền quá rắp tành cha sanh đà năng sa hà nút cáp măng. Bây giờ câu 3, câu 4. Út khít tạ bạ linh bạ lị khăng bút thăng. Đọc chậm nha, để nhìn cho rõ. Út khít ta ba lý khăng bút thăng. Út khít ta ba lý khăng bút thăng. Ta ma hằng phụ mi brahm ma năng. Ta ma hằng phụ mi brahm ma năng. Ta ma hằng phụ mi brahm ma năng. Ôn lại câu 3, câu 4. Út khít ta ba lý khẳng bút thẳng ta ma hằng phụ mi brahm ma năng. Út khít ta ba lý khẳng bút thẳng ta ma hằng phụ mi brahm ma năng. Út khít ta ba li khăng bút thăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 398. Chết tu na thiền quá rắp tành cha sanh đà năng sa lốt ca măng. Út khít ta ba li khăng bút thằng ta ma hằng phù mi cầm ma năng. Chết tòa nát thiền quá rắc tành cha sanh đà năng sa nu ca măng. Út khít ta ba li khăng bút thằng ta ma hằng phù mi cầm ma năng. Chết tòa nát thiền quá rắc tành cha sanh đà năng sa nu ca măng. Út khít ta ba li khăng bút thằng ta ma hằng phù mi cầm ma năng. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai.
chết tua na ti qua na tần cha san đà năng sa nút ca măng ut thế ta ba ni thằng bút thằng ta ma hằng phù mi phạm ma năng chết tua na ti qua na tần cha san đà năng sa nút ca măng ut thế ta ba ni thằng bút thằng ta ma hằng phù mi phạm ma năng chết tua na tình quá rắc tần gia san đà năng sa lốt ca măng út khích bà lý khẳng bút thẳng tâm hằng phù mi phạm ma năng bỏ đầy già bỏ cương bỏ dây đồ sở thuộc bỏ then chốt sáng suốt ta gọi bà la môn. Như vậy thì trong giọng kinh chúng ta có hai cách đọc ha, hai cách đọc về giọng kinh. Và bây giờ một câu có 8 từ thì chúng ta cũng chia làm hai để chúng ta có được một cái giọng kệ ổn định. Chê chua sa thiên hoa ra tanh cha sần đa năng sa hà nốt cảm ơn ôn khen ta ba li khăng buồn thăng ta ma hăng pru mi brahm ma năng chết tua na thiên hoa ra tanh cha sần đa năng sa hà nốt cảm ơn ôn khen ta ba li khăng buồn thăng ta ma hăng pru mi brahm ma năng chết tua na thiên hoa ra tanh cha san đa năng sa hà nôn ca măng ôn kinh ta ba li khăn bùn thăng ta ma hăng phu mi brahm ma năng bỏ đa gia bỏ cương bỏ dây đồ sở thuộc bỏ then chốt sáng suốt ta gọi bà la môn. Rồi xin mời Sích Mích Ta. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ trước hết con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính lãnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lãnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 398 ạ. Dạ, con thấy thì cái bài của Ngài là cái chữ cuối của câu thứ hai đó là Xá Há Nút Cá Măng. Nhưng mà cái bài của cô Nhật Quỳnh là Xá Há Nút Cấm Măng. Dạ, vậy cái nào phần của sư đúng hay là phần của cô Nhật Quỳnh? Dạ, xin Ngài cho biết. Dạ, như vậy con đọc bài của Ngài. Dạ, con xin phép và trả bài. Chết tòa nát thình quá rách tần chá sàn đà nàng xá nuốt cá mặn. Ốc khích tá ba lý khẳng bút thằng tá má hằng prù mí prầm má năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và 2. Chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rách tân hai trường âm nhấn, chá đoạn âm,
san trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há hai đoạn âm, nuốt trường âm nhấn, cá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chết tòa nát thình quá rách tình chá san đà năng, xá há nuốt cá măng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Úc khích là hai trường âm nhấn, tá bá lý là ba đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, úc khích tá bá lý khăn bút thăng tá má hằng pru mí brum má năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Chết tòa nát thình quá rắc tình chá sàn đà năng, xá á nút cá măng, úc khích tá bá lý khăn bút thăng tá má hằng pru mí brum má năng. Chết tòa nát thình quá rắc tình chá sàn đà năng, xá á nút cá măng, úc khích tá bá lý khăn bút thăng tá ma hằng pru mi brahm ma năng. Bỏ đa gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và cô xin kể. Chẹt tỏa nát thinh hòa rách tân cha san đa năng xa hà nút ca măng ốc khịt ta ba lì khăn búa thăng ta ma hăng pro mì brâm ha năng. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Dạ, có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa chữa cho con. Dạ, con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con thấy con giơ tay thứ năm lần nhưng mà cổ mời lên thôi, con lên đọc luôn. Trời ơi, bữa nay con chạy gần 200 cây số đó, là con chạy đi chạy về tới khoảng 100 mấy chục mai luôn. Vừa mới đi chợ thì cũng mệt quá à, nghe rõ hả? Thôi đi, con trả bài luôn nha, rồi con xuống còn làm đồ ăn, nấu đồ ăn nha. Đó bụng à, con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 398. Kinh Pháp Cú câu 398. Chết thoa nắc thiên quá rắc tranh chá sanh đà năng sa ha nút khắp măng úc ta úc khích ta phơ lý khăn búc thăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Đọc lại lần thứ hai đi. Chết tòa nắc thiền quá rắc tành cha sành đà năng sa ha nút khá măng úc khích ta phơ lý khăn búc thăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Như vậy cái bài của sư chỉnh lại cái câu số 2 là sa nút khá măng đó không sư? Vậy đúng ha? Con không chết trường âm nhắn, toa trường âm thông thường, nắc trường âm nhắn, thinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rắc tanh hai trường âm nhắn, chá đoạn âm. Câu 2, xanh trường âm nhắn, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há hai đoạn âm, nút trường âm nhắn, khá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Chết tòa nắc thiền quá rắc tành chá sành đà năng sa ha nút kha măng út kích ta phá lý khăn bút thăng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Út kích là hai trường âm nhắn, tá phá lý là ba đoạn âm,
Khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ. Út kích ta pha ly khăn, bút thăng ta ma hằng, rù mi râm ma năng. Chết thòa nắc thiền quá rắc tành cha sanh đà năng sa ha nút kha măng. Út kích ta pha ly khăn, bút thăng ta ma hằng, rù mi râm ma năng. Chết thòa nắc thiền quá rắc tành cha sanh đà năng sa ha nút kha măng. Út kích ta pha ly khăn, bút thăng ta ma hằng, rù mi râm ma năng. Chà thoa nạc thiên qua rắc tánh cha sành đà năng xa ha nục kha măng. Ổng khích ta phá ly khăn bụng thăng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Chà thoa nạc thiên qua rắc tánh cha sành đà năng xa ha nục kha măng. Ổng ta phá ly khăn bụng thăng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con thấy câu này bỏ tùm lum tùm la hết trơn rồi sư. Bỏ ví, rồi bỏ cái thân là xong chuyện. Thì con có sai xin sư sửa. Ui, đồ men cho uống cà phê, uống trà vậy đó. Ui, cảm ơn, cảm ơn. Sa thú, sa thú. Ui, cảm ơn quý vị đã cho bông qua nha. Chắc sư đi mấy hôm rày ấy, sư về sư hết sức quách chứ không còn mong chi sống ấy, sư mệt dữ lắm rồi ha, mà vô ai dạy đọc cũng tốt. Con cảm ơn sư đã chỉ dạy dạy bài học này, nhưng mà con vô trễ lắm, con cắm đó rồi con chạy xuống con lấy đồ, thành ra con cũng nghe giọng quanh vàng của sư đọc nguyên bài như thế nào nữa. Con xin chúc sư có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, nhất là không có ghẻ. Dạ xin cảm ơn quý vị đã cho bông qua hai nhà, mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 398. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sành đà năng sa ha núc ca măng. Út khít ta ba ly khăng bút khăng ta ma hăng rù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Chết, trường âm nhấn, toa, trường âm thông thường, nát, trường âm nhấn, thinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, trường đoạn âm, rát, tanh, hai trường âm nhấn, chá, đoạn âm, xanh, trường âm nhấn, đa, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá, há, hai đoạn âm, núc, trường âm nhấn, cá, đoạn âm, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Chết toa nát thình qua rát tành cha xanh đà năng sa ha núc ca măng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Út khít, hai trường âm nhấn, tá, ba, lý, ba đoạn âm, khăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút, trường âm nhấn, thăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rù, trường âm thông thường, mí đoạn âm, rằm, trường âm nhấn, má đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Út khít ta ba ly khăng bút thăng ta ma hăng rù mi rằm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 398. Chết tòa nát thình qua rát tành cha xanh đà năng sa ha núc ca măng. Út khít ta ba ly khăng bút thăng ta ma hăng rù mi rằm ma năng. Chết tòa nát thình qua rát tanh cha sành đà năng xa ha ha núc ca măng. Út khít ta pa ha li khang bút thăng ta ma hăng phu mi râm ma năng.
bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con ạ. Và con xin mời vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Con xin đọc, để con kéo xuống. Con xin đọc câu kệ ngôn 398 ạ. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca mạng út khít ta ba li khẳng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma nàng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn. Thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rát, tanh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá, há, hai đoạn âm, núc là trường âm nhấn. Cá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca măng. Úc là trường âm nhấn, khít là trường âm nhấn, tá bá lý là ba đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ukkhitapali khang bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca mạng út khít ta ba li khẳng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Chê tòa na thinh quả ra tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca mạng u khi tập ba li khang bút thăng ta ma hang pro mi pram ma nang chết ta na tinh qua ra tinh cha san đa năng sa nục ca măng u khi tập ba li khang bút thăng ta ma hang pro mi pram ma năng. Bỏ đai ra, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong. Dạ, con có sai xin sửa và đỡ xin sư sửa và đạo tràng sửa giúp con. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, thân mời Đờ Men ạ. Alo. Dạ, con xin kính lễ sư, con xin kính lễ với cô tu nữ và xin tất kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 398. Chết tòa nắp thình và rắp tầm cha sành đà nàng sa nút ca măng ướt khi ta ba li khẳng bút thằng ta ma hằng phù mi rầm ma nằng. Chết tòa nắp thình và rắp tầm cha sành đà nàng sa nút ca măng. Chữ chết là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường, chữ nát là trường âm nhấn, chữ thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ quá là đoạn âm,
chữ rát. Chữ rát là trường âm nhấn, chữ tanh là trường âm nhấn, chữ chá là đoạn âm, xăng, chữ xăng là trường âm nhấn, chữ đa là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xá là đoạn âm, chữ há là đoạn âm, chữ nút là trường âm nhấn, chữ khá là đoạn âm, chữ măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chết tòa nát thình vá rát tành chá sành đà nàng xa hà nút ca măng. Câu 3 và câu 4. Út khi ta ba lý khăn bút thằng tám hàng phù mỹ rầm má nàng. Út khi ta ba lý khăn bút thằng. Chữ út là trường âm nhấn, chữ khít là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ lý là đoạn âm, chữ khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bút là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm theo giọng nguyên âm, chữ tam hằng phù mi rầm ma năng, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Chết tòa nát thình vá rát tành chá sành đà nàng sa nút ca măng. Út kì ta ba li khăn bút thằng ta má hàng phù mi rầm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bỏ dây đa, bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà La Môn. Dạ. Con nghe con. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Cô Tư Nữ Phúc Hạnh, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu và phân tích câu kinh Pháp Cú 398 ạ. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca mạng. Ô khi ta pa li khẳng bút thẳng ta ma hằng rù mi pram ma nàng. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca mạng. Ô khi ta pa li khẳng bút thẳng ta ma hằng rù mi pram ma nàng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng sa ha núc ca mạng. Chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rát là rát tanh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm ạ, san là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há là hai đoạn âm, núc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại hai câu này ạ. Chết tòa nát thình qua rát tành cha sàn đà nàng xá núc ca mạng. Con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Úc khít ta pa li khẳng bút thẳng ta ma hằng rù mi pram ma nàng. Úc là trường âm. Úc khi là hai trường âm nhấn, tá pá lý là ba đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Chết
Tòa nát thỉnh qua rắc tành cha sàn đà nàng sa ha nút ca mặn. Úc khi ta pa li khẳng bút thẳng ta ma hằng rù mi pram ma nặng. Bỏ đai ra, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Đà La Môn, con xin kể. Chê toa na thính và rát tanh trà, sàn đa năng ha sa hà nục ca măng. Ô khi ta pa li khăng bụt thăng, ta ma hăng rô mi na pram ma năng. Chê toa na thính và rát tanh trà, sàn đa năng sa hà nục ca măng. Ô khi ta pa li khang bụt thăng ta ma hang pro mi brahm ma năng. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai con xin ngài sửa cho con và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic. Kính mời Hà bộ 0420 ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khay. Con kính đảnh lễ sư ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đạo tràng và con xin chào bài. Chết tòa na thìn quá rát tành chá sàn đà nằng sa ha lúc ca mằng út khít ta ba li khang út thằng ta ma hằng bù mi bầm ma nằng chết tà na thình quá gắt tần cha sòn đà nằng sa ha núc kha mằng. Chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đặt theo dòng nguyên âm. Dạ con xin lỗi, thinh là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rát tanh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, san trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, năng trường âm đặt theo dòng nguyên âm, xá há là hai đoạn âm, núc là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, măng là trường âm đặt theo dòng nguyên âm. Chích tà nát thình quá rát tanh chá sàn đà năng xá há núc ca măng. Câu 3-4 Úc khích ta ba li khăn bút thăng ta ma hằng bù mi bàm ma năng. Úc khích là hai trường âm nhấn, ta ba lý là ba đẳng âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn ba hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, pru là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Út khít ta ba li khăn bút thành ta ma hằng pru mi brum ma năng. Con xin đọc lại. Chết ta nát thình quá lát tành cha sàng đà nàng sa ha núc ca mần. Út khít ta ba li khẳng bút thẳng ta ma hằng bù mi bàm ma nàng. Chết ta nát thình quá lát tành cha sàng đà nàng sa ha núc ca mần. Út khít ta ba li khẳng bút thẳng ta ma hằng bù mi phù mi phạm ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, bỏ đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Đà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Chết ta na thi hoa rát tanh cha sàn đa năng xá hà nút khờ bằng. Út khích ta ba li khăn bụt thần ta ma hăng phú mi brahm ma năng. Dạ con xong. Dạ con xin trao mít cho vị kế tiếp. Con có sai xin ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa.
Alo. Dạ sao con không thấy ai lên hết? Thì bạch này con xin phép cho con lên trước nè. Dạ. Cảm ơn Thiện Tâm. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài. À, con thấy không có ai nên con tranh thủ chạy lên đỡ chút xíu con không bận. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 398. Dạ chết toa nát thìn quá rát tăng cha sằng đà năng sa hát nút kha măng ukita bát lý khẳng bút thằng tam hằng pro mi brahma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ chữ chết là trường âm nhắn, chữ qua là trường âm thông thường, chữ nát là trường âm nhắn, chữ thìn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ qua là đoạn âm, và chữ rách là trường âm nhắn, chữ tăng là trường âm đọc trường âm nhắn, chữ chá là đoạn âm. Và đến câu hai là chữ xăng là trường âm nhắn, chữ đa là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, chữ xá là đoạn âm, chữ há là đoạn âm, chữ núc là trường âm nhắn, chữ khá là đoạn âm, chữ măng là trường âm đập theo nguyên âm. Và đến câu 3 và câu 4, chữ khúc là trường âm nhắn, chữ khích là trường âm nhắn, chữ tá là đoạn âm, chữ bá đoạn âm, chữ lý đoạn âm. Và chữ khăn là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ bút là trường âm nhắn, chữ thăng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ hăng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ rú là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhắn, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đập theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong thì cho con đọc thêm một cái miếng bài kệ này. Chặt toa na thân quả ra tân chán sẵn đa năng giá hà rục ca măng ô khí ta pang lì khăn bụt thăng ta ma hăng pro mi brahm ma năng chế toa na thân quả ra chân chán sang đa năng ha ha nun ca măng ô khi tan ba li khang bồn thăng ta mang pru mi pram ma năng bỏ đai da bỏ cương bỏ dây đồ sở thuộc bỏ thăng chốt sáng suốt ta gọi bà la môn. Dạ con đọc xong rồi thanh thủ. Thôi con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Cảm ơn cái vị mà đã nhường cho mình nha. Ok. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ các cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đoàn tràng. Dạ cảm ơn các anh chị đã cho chứng hiệu. Dạ con xin đọc câu pháp cú 398. Chết tòa nát thình quá rách tành chát sàn đà nàng sa ha nức ca măng úc khít ta ta li gần bút thằng ta ma hằng cù mi vầm ma nàng chết tòa nát thình quá rách tành chát sàn đà nàng sa ha nức ca măng úc khít ta ta li gần bút thằng ta ma hằng cù mi vầm ma nàng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chết tòa nát thình quá rát tành chát sàn đà nằng sa ha nút ca măng. Chết là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, rát tành hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, sàn trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há hai đoạn âm, nút trường âm nhấn, cá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chết tòa nát thình quá rát tành chát sàn đà nằng sa ha nút ca măng.
Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ukkhittapali yang buddhang tamahang gomitam manang. Ukkhit, hai trường âm nhấn. Tá tá lý, ba âm âm. Yang là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Bút, trường âm nhấn. Thăng, trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Tá má, hai đoạn âm. Thăng, trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Rô, trường âm thông thường. Mí, đoạn âm. Râm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Năng, trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Út, thích tá bá lý đằng. Út, thằng tá má hằng. Rù, mí, trầm, má năng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 398. Chết tòa nát thình quá rách tành chất sàn đà nàng sa hân nút ca mặn út khít ta ta ly gần bút thằng ta ma hằng cù mi cầm ma nằng. Bỏ đa gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ ạ. À. Chết ta nắp hứng và ra tân trà sàn đa năng xa hà nục ca mặn ưu khi ta ta lì găng vụt thẳng ta ma hăng phùm mì phâm ma năng chết ta na thê ngoa ra tân trà sàn đa năng xa hà nục ca mặn ưu khi ta ta lì găng vụt thẳng ta ma hăng phùm mì phâm ma năng. Dạ con đã đọc và phân tích và kể xong ạ. Có gì sai xin nhờ sư trí đức và đạo tràng sửa giúp thằng con. Dạ con xin xuống nhất. Xin cảm ơn bạn Hoàng Kim Nhân đã post bài. Dạ xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ con Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc phân tích và kệ câu pháp cú 398. Chết toa nát thiên qua rắc tành chất sành đà năng xa hà nút căm măng út khi ta ta ly dân vút thăng tám hàng vô mỹ brahm má năng. Con xin phân tích câu 1. Chết là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường. Nát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Câu thứ hai, xanh là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, năng là trường đọc theo giọng nguyên âm, xá há là hai đoạn âm, nút là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ ba, út là trường âm nhấn, khít là trường âm nhấn, tá tá lý là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ tư, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Chết toa nát thinh phá gấp tâm chát sanh đa năng sa ha nút căm măng út khi ta tay đi dằn đút thăng sa ma hằng vô mỹ râm má năng. Con xin kể. Chết toa nát thinh phá gấp tân cha san đa năng sa hà nút ca măng ô khít ta pa li yang bút thăng ta ma hăng cu mi brahm ma năng. Bỏ đa gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Bản dịch là bà Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã trả bài xong, con xin kính tri ân đạo tràng và kính mời dừng. Tina.
Thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Quý Cô Tu Nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Chết to nó thìn vã rát tần cha sàn đà nàng sa hạ nút ca mần út khít ta ba lĩnh khẳng bút thằng ta mạ hằng bùn mít bầm mạ nàng. Con phân tích câu 1 và 2. Chết to nó thìn vã rát tần cha sa đà nàng sa hạ nút ca mần chết trường âm nhấn to trường âm thông thường nát trường âm nhấn thêm trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá trường đoạn âm rát tăng hai trường âm nhấn trá đoạn âm xăng trường âm nhấn đa trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xá há hai đoạn âm nước trường âm nhấn cá đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chết to nát thìn quá rát tần cha xà đà nằng xá há nước cá măng. Câu 3 và 4. Út khít ta ba ni cần bút thần ta mạ hằng bùm mi bầm mạ năng út trường âm nhấn khít trường âm nhấn tá phá lý ba đoạn âm khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm bút trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bù trường âm thông thường mí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm măng trường âm đọc xin lỗi năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm út khít ta bát ni khăn bút thần ta mạc hằng bùm mi brum ma năng chết to na thìn quá rát tần cha sàn đà năng sa hạ nút ca măng út khít ta bát ni khăn bút thần ta mạc hằng bùm mi brum ma năng bỏ đai da bỏ cương bỏ dây đồ sở thuộc bỏ then chốt sáng suốt ta gọi bà la môn hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kể. Chệ thua nát thín hoa rát tan cha sàn đa năng xa hà muôn tha măng ụt kỳ ta phá ly khăn bụn thăng tam hăng bù mi brahm ma năng. Dạ thưa con, kính cảm ơn Ngài và con kính cảm ơn đạo tràng. Có sai xin Ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài để chư tôn Đức Tăng Ni toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây cú chính thìn quá rắc tầng chá sằng đà nằng xá há nút khát măng út kít ta ba lít gần bút thần tá ma hằng đù mi rầm ma nặng chết tòa nắp thìn quá rắc tắc quá rắc tần chá sành đà nặng xá há nút khát măng út kít ta bá lý gần bút thần tá ma hằng rù mi má nằng. Dạ con xin câu đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Chết tòa nắp thìn quá rắc tầng chát sằng đà nằng xa há nút khắp măng chết tòa nắp thìn quá rắc tầng chát sằng đà nằng xa há nút cát măng. Chết là trường âm nhấn, qua là toa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm rát ấn, tanh là trường âm ấn, chá là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường. Khá
là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chất tòa nát thình quá rắc tầng tầng đà nằng xa hán thác măng. Con xin ba và cầu mi rầm má nằng út chích ta ba lý gần bút thần ta má hằng rù mi rầm má nằng. Dạ, út là trường âm nhấn, thí là trường âm nhấn, tá ba tá là ba đoạn âm theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường thường. Ba lý gần bút thần tá má hằng rù mi rầm má nằng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, alo alo 1 2 3 4 1 2 3 4. Đạo tràng có nghe âm thanh của Tuệ Yến không ạ? Dạ cảm ơn, cảm ơn, dạ cảm ơn đạo tràng đã cho biết nghe rõ. Dạ, nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức và kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ Tuệ Yến xin đọc phân tích câu pháp cú số 398. Chất toàn nát tình quá rắc tành chá sang đà năng xá hú xá hát xá núc ca măng. Chất là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, tình là trường âm giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, tành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm giọng nguyên âm, xá hát hai đoạn âm, núc trường âm nhấn, cá đoạn âm, măng trường âm giọng nguyên âm, bút khít táp bá lý gần bút thần tá má hằng rù mi rầm má nằng.
trường âm nhấn, khích trường âm nhấn, tá bá lý ba đoạn âm, găng trường âm giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, răng trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm, chết tòa nát thình qua ráp tành cha rằng đà nằng xa nút ca măng út khít ta ba đi gần út thằng ta ma hằng rù mi trầm ma nằng chết tòa nát thình qua ráp tành cha rằng đà nằng xa nút ca măng út khít ta ba đi gần út thằng ta ma hằng rù mi trầm ma nằng. Đạo tràng nghe tự nhiên Đức Quảng hả? Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Không biết đạo tràng âm thanh. À, dạ rõ, dạ cảm ơn Vân. Bây giờ tự nhiên xin kệ. Chết ta na tinh quả rạc tình cha rằng đa năng xa hạ lục ca măng út kinh ta ba li gan bùa thần đà măn rú mi râm ma năng chết toàn na tinh hoa rạc thanh cha sang đà năng xa hạ lục ca măng út kinh ta ba li gan thằng tam mang ru mi ram ma năng bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở buộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Dạ, phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ là tự nhiên là thấy tín hiệu của chiếc lá mùa xuân. Dạ, kính mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính chào. Con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin đọc câu Phật môn 398. Chắc tòa nát thình quá rách tầng chát sàn đà nằng sa ha núc ca măng úc khít tắp úc khít tắp ba linh tắp ba li gần bụt thần tama hằng ru mi brahm ma nằng chát tòa nát thình quá rát tành cha sành đà nằng sa ha nút ca măng chát là trường âm nhấn qua trường âm thông thường toa trường âm thông thường nát trường âm nhấn thinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá đoạn âm rát trường âm nhấn tành trường âm nhấn chá đoạn âm sanh trường âm nhấn đà trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xá há hai đoạn âm nút trường âm nhấn cá đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu này. Chát toa nát thình quá rách tành cha sanh đà nằng xá há nút ca măng út khít ta ba lý gạn khăn út khít ta ba li khang bút thằng ta ma hằng bru mi brahm ma năng út khít hai trường âm nhấn tá bá lý ba đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bút trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm
tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xin đọc lại câu 3, câu 4. Ukkhita pali khang buddhang tama hang pru mi brahma năng. Con đọc lại. Chát toa nát thình quá rát tăng chá sành đà nặng xá ha nút ca mặn út khít ta ba lý khẳng bút thằng ta ma hằng bù mi bram ma năng. Chát toa nát thình quá rát tăng chá sành đà nặng xá ha nút ca mặn út khít ta ba lý khẳng bút thằng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Bỏ đai già, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic nè. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Tha Giá. Chứ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ sư Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho được từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn sư cô Tuệ Duyên, cảm ơn Thượng Vũ, cảm ơn sư Hồng Nhật, cảm ơn sư Kim Nhung. Dạ con xin phân tích và đọc câu pháp cú 398. Chết tòa nát thiên quá rát tàn chát sàn đà nàng xa nước ca mằng Úc kít ta ba lý càng bút thằng ta ma hàng trù mi bàm ma nàng. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chết tòa nát thiền quá rát tần cha sàn đà nàng sa ha nút ca măng. Câu số 1, chết là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, tần là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Và câu số 2, sanh là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá há là hai đoạn âm, nước là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Úc khít ta ba lý khăn đúc thằng ta ma hằng bù mi bàm ma năng. Câu số 3. Úc là trường âm nhấn, thích là trường âm nhấn, tá, bá, lý là ba đoạn âm, con là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Để con xin đọc lại bốn câu. Chết tùa nát thiên quá rát tần chá sàn đà nàng xa nút ca măng Úc thiết ta ba lý khăn bút thằng ta ma hằng phù mi brahm ma năng. Chết tùa nát thiên quá rát tần chá sàn đà nàng xa nút ca măng Úc thiết ta ba lý khăn bút thằng ta ma hằng tu mi bram ma năng. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 398. Chết tổ na tin và rắn tân cha sân đa năng xa hà nụ ca măng Úc khiến ta ba lý khăn bút thằng ta ma hăng tu mi bram ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Dạ con đã phân tích và con đã kề xong, con có sai mong
Ngài vào đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Dạ, cảm ơn Sư Ma Nhật Bình đã post bài. Dạ, bây giờ xin mời bàn tay của cô Tô Thị Phúng. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính lễ với cô tu nữ và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 398. Chết tòa nát thiền vá rác tèn chá sàn đà nàng sa ha nu ca mờ út kít ta pa li khang bút thằng ta ma hằng rù mi pram ma nàng chết tòa nát thiền vá rác tèn chá sàn đà nàng sa ha nu ca mờ út kít ta ba li khẳng bút thẳng ta ma hằng rù mi pram ma nàng. Dạ, con xin phân tích. Chết, trường âm nhấn. Toa, trường âm thông thường. Nét, trường âm nhấn. Thiên, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vá, đoạn âm. Rắc, trường âm nhấn. Tan, đoạn âm. Ở tan, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. San, trường âm nhấn. Đa, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá, há, hai đoạn âm. Nút, trường âm nhấn. Cá, đoạn âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út, trường âm nhấn. Khít, trường âm nhấn. Tá, bá, lý là ba đoạn âm. Khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút là trường âm nhấn. Thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pram là trường âm nhấn má. Pru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Pram là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Chết tòa nát thiền vá ra tèn cha sàn đà nàng sa nuốt ca mặn út khít ta ba li khẳng út phẳng tama hằng ru mi pram ma nàng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở, thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi bà la môn. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, hôm nay vì con bị bệnh cho nên các giọng nó hơi khó nghe. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con xin thành kính lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo hữu. Con xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và chị Kim Nhung. Dạ, con xin đọc câu 390, câu kệ 398. Chết và na tìm và rát tần cha tần đà năng sa ha nu kha năng u khít ta pa li gan bút tham ta ma hằng rút mi pram ma năng. Và con xin phân tách hai câu đầu. Chất và na tìm và rất tăng cha sanh đa năng sa ha nút ca năng. Chết là trường âm dính, qua là trường âm tất, toa là trường âm thông thường, nát tim nát là trường âm nhấn, tim là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và rất tăng cha quá là trường âm quá là đoạn âm. Rát tăng là hai trường âm nhấn, cha là âm, sang đá năng, sang là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa há núp ca năng, sa há là hai đoạn âm, núp là trường âm nhấn, khá là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Và con xin đọc tiếp hai câu sau. Ukhi tha pali gang buddham tamahang prumi pat brahmanang. Ta má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, prumi pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahmanang pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. Dạ con xin đọc lại. Phết tòa nát tìm và rắc tăng chà đàn chà sừng đa năng sa hà núc kà năng u khít tà pa lý găng mụt thăng ta má hằng pru mi prát mà năng. Bỏ đai ra, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi là Bà La Môn. Dạ con xin kể. Chật toa na tim và ra than cha sang đa mang xa nung ca măng ô khi ta ba lì găng bún tăng ta ma hăng pru mi pra ma năng. Dạ con xin hết ạ. Con xin quý thầy và quý đạo hữu xin sửa cho con ạ. Con xin cảm ơn. Con xin mời quý vị khác ạ. Dạ sa thú, kính cảm ơn chị Hai Thi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Tịnh Tâm, Thiện Vũ và chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có trả bài chưa? Thanh Thủy, Quỳnh Giang, Nhật Hà, Nhật Quỳnh nãy giờ. Hồi nãy thì không có trước máy mà bây giờ Nhật Quỳnh lại thấy Quỳnh Giang, Nhật Hà chạy ra chạy vào rồi, giờ hình như cũng chạy ra nữa rồi. Thanh Thủy ơi, có trả bài không Thanh Thủy? Dạ con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh số 398. Ồ, Thanh Thủy trả bài rồi à? Ồ, tốt quá. Cảm ơn Kim Nhung. Chattanathinvaratanchasandhanangsahanukhamang ukkhittapalikhang buddhangtamahangsumisammanang Chattanathinvaratanchasandhanangsahanukhamang ukkhittapalikhang buddhangtamahangsumisammanang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chất trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, thiên trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá đoạn âm, rách trường âm nhấn, tanh trường âm nhấn, chá đoạn âm. Xanh trường âm nhấn, đa trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há hai đoạn âm. Nút trường âm nhấn, cá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chạch to nát thịnh quá rát tanh, chạch sạch đa năng, xá há đúc khá năng, khá măng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Úc trường âm nhấn, khích trường âm nhấn, tá ba lý, ba đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, sâm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Úc khích ta ba ly khăng bột thăng ta ma hăng su mi sam ma năng. Chạch ta na thịnh qua ra tanh cha sanh đa năng sa ha đức kha măng. Úc khích ta ba ly khăng bột thăng ta ma hăng su mi sam ma năng.
bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đậu sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt. Ta gọi Bà La Môn. Chattanathin Varatanja Sandanang Sahanukkhamang Ukkhattabha Lì Khăn Búa Thăng Tạ Ma Hăng Su Mì Sâm Ma Năng Ta Na Thinh Quả Ra Tân Cha Sẵn Đa Năng Sa Hà Núc Khá Năng Ục Khích Ba Ta Ục Khích Ta Ba Lì Khăn Búa Thăng Tạ Ma Hăng Su Mì Sâm Ma Năng. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa và kính mời quý vị. Còn vị nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay ạ. Tại giờ, nãy giờ Nhật Quỳnh không có trước máy nên Nhật Quỳnh không có biết. Ô, xích hành kiểm, bà mời hành kiểm nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Tam Bảo, xin kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào quý đạo hữu ở trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 398. Chất tòa nát thình quá đất tần chất sành đà nặng sa ha nốt cam mặn út khít tắp út khít ta ba li khẳng bút thằng ta ma hằng trù mi trầm ma nặng. Con xin đọc lại. Chất tòa nát thình quá đất tàn cha sàn đà nàng sa ha nu ca mạng út khít ta ba li gần bút thằng ta ma hằng đồ mi rằm ma nàng. Chết là trường âm nhấn, co là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, thiên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, tan là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, xá là đoạn âm, há là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, út là đoạn âm, út là trường âm nhấn, khít là trường âm nhấn, tá bá lý là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, con xin kể. Chật tòa nát thiên qua đát tân cha sàn đà năng sa ha nốt ca măng ô khệt ta ba li hăng bút thăng ta ma hăng rô mi pram ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc xong rồi, xin sư và đạo tràng có chỗ nào sai thì sửa giúp con nha. Con xin cảm ơn đạo tràng và xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn xích hành kiểm. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tây Viên. Dạ, con thấy Ngài trở lại đạo tràng rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con kính dâng mít đến Ngài ạ.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Xin chào quý vị. Hôm nay quý vị tham gia rất là nhiều. Và câu Phật ngôn 398 tương đối cũng khó chứ không phải dễ. Nhưng mà không có vị nào sơ sót, tức là đa số quý vị đều đọc rất là chuẩn ha. Vừa dụng kinh vừa dụng kệ, quý vị đã vượt lên chính mình, quý vị đã thành công. Có nghĩa là khi quý vị đọc cái câu Phật ngôn 398 này một cách suôn sẻ, thì bất cứ một cái văn bản Pali nào quý vị cũng có thể nhìn vào đó, mày mò tự mình đọc và biết nó thuộc về trường âm hay đoạn âm. Nhưng mà trường âm thì nó là trường âm gì, để quý vị tự tin lên chính khả năng của mình do sự trải nghiệm này. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha. Chúng ta đọc được thì bây giờ chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Câu đầu tiên: chết toa nát thình quá rắt tần chá. Chết toa nát thình quá rắt tần chá. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ: chết toa là một, nát thình là hai, quá rắt tần chá là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chết toa là cắt đứt hay là chặt đứt. Đây là một động từ quá khứ. Chặt đứt hay là cắt đứt? Từ thứ hai, nothing. Nothing do cái từ nathi. Nathi là một danh từ nữ tính. Ikaranta ithi linga. Và nát thí này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vị pháp tỷ hệ có quá trình á. Cho nên nát thí biến thành nát thình. Nát thình tức là dây buộc. Dây buộc. Mà dây buộc này ám chỉ sự sân hận. Rồi. Qua rắp tành cha. Qua rắp tành cha do cái từ quá rắp tăng cộng với cha. Và khi mà hai từ này lopo và sanh thí xóa và ráp chữ thì chữ m có dấu chấm nó biến mất, nó sẽ xuất hiện chữ n có vô ngã và dính liền với chữ cha. Quá ráp tăng do cái từ quá ráp ta. Quá ráp ta là một danh từ trung tính. A gran ta na bum sakalinga. Quá ráp ta được chia theo đối các số ít đối tỷ giao vị pháp tỷ e cao quá chẳng a. Cho nên quá rắc ta biến thành quá rắc tăng. Quá rắc tăng có nghĩa là dây da, dây bằng da hả? Mà dây da đây thì nói lên sự ái luyến, ái dục. Quá rắc tăng là dây da. Dạ, có nghĩa là và. Chúng ta đến câu số 2. Để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Sanh đà năng xá hát lúc các măng. Sanh đà năng xá hát lúc đắc các mần. Chỗ này có sách thì ghi là sa ha nút cầm mần ha. Nhưng mà sa ha nút cầm mần, chữ cầm mần đó không có ý nghĩa ở đây. Nó là từ anút kama. Anút kama chứ không phải là anút cầm mần ha. Cho nên khi quý vị coi trong sách vở
thì nên chính là chỗ này ha. Rồi câu số 2, sandha năng, do cái từ sandana, sandana nó là một danh từ trung tính, akalantanapum sakalinga, và sandana cũng được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quy pháp thiết e có quá trình ha. Cho nên sandana biến thành sandanang. Sandanang có nghĩa là dây thần. Dây thần. Mà dây thần này cũng ám chỉ về tà kiến ha. Sandana. Rồi sahanut kapmang. Sahanut kapmang, cái chữ saha đi phía trước, nó là một liên từ, có nghĩa là với ha. Với. Rồi anutkamang, anutkamang do cái từ anutkama, anutkama nó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. À, anutkama ở đây nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo quy pháp tỷ giáo câu quá chân á, cho nên anutkama biến thành anutkamang. Anukamang có nghĩa là dây cương, à, dây cương. Vậy thì sahanutkamang có nghĩa là cùng với dây cương, cùng với dây cương. Rồi câu 1, câu 2. Chết tòa nát thình qua rắc tần chát sân đà năng xa hãn nút cáp măng. Chết tòa nát thình qua rắc tần chát sân đà năng xa hãn nút cáp măng. Người đã cắt đứt cái dây trói buộc, à, là sân hận. Dây da là luyến ái, dây thừng là tà kiến, và cùng với dây cương là tùy miên. Này hơi dài dòng ha. Người đã cắt đứt dây trói buộc, dây da, dây thần và cùng với dây cương. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Người đã cắt đứt dây trói buộc, dây da, dây thừng cùng với dây cương. Rồi, xa thú, xa thú. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Út khít tam a ba li khăn bút thăng. Út khít tam ba li khăn bút thăng. Tam a hăng pru mi pram ma năng. Cái chữ út khít Tabali khăn, à, một chữ mà chúng ta thấy nó dài ha. Nhưng mà trong đó nó có những cái từ Utkitta là một này, à, Utkitta là một này, Bali khăn là hai, tức là hai từ nó ráp với nhau. Chữ Utkitta đây là một cái dạng quá khứ phân từ mà do căn ngữ khiếp, tức là vứt bỏ. À, Utkitta có nghĩa là đã được vứt bỏ, đã được dỡ lên, đã được vứt bỏ. À, đó là chữ Utkitta. Rồi chữ Bali khăn. Bali khăn do cái từ Bali kha. Bali kha là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Bali kha được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo quy pháp tỷ giáo có quá trình hát, cho nên Bali kha biến thành Bali khăn. Bali khăn, à, có nghĩa là sự vướng mắc, sự chướng ngại, sự vướng mắc, sự chướng ngại. Vậy thì hai từ này đi chung với nhau, Utkitta Bali khăn có nghĩa là người có chướng ngại, hoặc là vô minh đã được dỡ lên
vô minh đã được vứt bỏ hay đã được dỡ lên. Utkhitapalikhaṃ, rồi từ cuối cùng của câu số 3, Buddhaṃ, nó là một danh từ nam tính Akrantapumlinga, nhưng mà ở đây chữ Buddha này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ ấy câu quan trọng á. Cho nên Buddha biến thành Buddhaṃ. Buddhaṃ ở đây có ý nghĩa đã được tỉnh thức, đã được tỉnh thức. Mà đã được tỉnh thức thì ám chỉ ai? Đó là Đức Phật. Đức Phật. Và câu cuối cùng, Tam Hằng Phù Mỹ Phẩm Má Năng, Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Vậy thì câu số 3, câu số 4, Utkhitapalikhaṃ Buddhaṃ Tam Hằng Phù Mỹ Phẩm Má Năng, Utkhitapalikhaṃ Buddhaṃ Tam Hằng Phù Mỹ Phẩm Má Năng. Chướng ngại đã được dỡ lên, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Xin lặp lại. Chướng ngại đã được vứt bỏ, đã được giác ngộ, gọi vị ấy là Bà La Môn. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 398 cho chúng ta một cái ý nghĩa. Người đã cắt đứt dây buộc, dây nha, dây thần, và cùng với dây cương chướng ngại đã được dỡ lên, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Người đã cắt đứt dây buộc, dây da, dây thừng và cùng với dây cương, chướng ngại đã được dỡ lên, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đai da cùng với các phường thèo leo, đập tan trục chốt buộc đeo, Bà La Môn phạm chí tên theo tâm người. Wow, sao dài quá vậy? Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đai da cùng với các phường thèo leo, đập tan trục chốt buộc đeo, Bà La Môn phạm chí tên theo tâm người. Chỗ này đủ rồi chứ, được rồi. Còn ở dưới thì thấy câu dưới thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó làm cho nó rối ha. Đây, Ngài Hòa Thượng Minh Châu gọn có 5 chữ ha. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Và đây cái gì là đai da? Đai da ở đây tức là nói về sân hận. Bỏ cương, cương là cái gì? Đó là ái luyến. Rồi bỏ dây đồ sở thuộc, tức là tà kiến và thùy miên. Rồi bỏ then chốt sáng suốt, bỏ then chốt ở đây tức là nói về vô minh. Như vậy thì cho những cái điểm chính này mà Đức Phật khẳng định một vị Bà La Môn là cái điều quan trọng, từ cái dưới tính lên cái điều then chốt sáng suốt, đó chính là vô minh ha, đó chính là vô minh. Chúng ta
nghe duyên sự để chúng ta hiểu được câu Phật ngôn này ám chỉ về cái gì. Câu Phật ngôn 398 nói lên cái ý nghĩa khi mà Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên á, thì Ngài có đề cập đến hai Bà La Môn. Những vị Bà La Môn này là những người tu theo ngoại đạo, chứ không phải chúng ta học phẩm Bà La Môn, là nói lên các vị thánh để chứng đắc đã hoàn thành pháp hạnh trong Phật giáo thì gọi là Bà La Môn. Nhưng mà đây Đức Phật đề cập đến hai vị Bà La Môn thờ thần lửa ha. Có hai vị này, mỗi người có một con bò, mà con bò đó nó cũng có tên, cũng rất là hung dũng lắm. Một con tên là Maharohita và một con là Chula Rohita. Maha là lớn ha, Chula là nhỏ. Thì hai cái ông Bà La Môn này gặp nhau, họ tranh cãi với nhau. Bò của ta mạnh hơn bò của người. Người kia nói bò của ta mạnh hơn bò của người. Ai cũng cho rằng bò của mình là số một. Và thế là họ mới cá cược với nhau, đồng ý với nhau. Chúng ta đi cãi cọ như thế này, tranh vua như thế này chẳng có kết quả. Bây giờ cho hai con bò thử sức với nhau đi, thì khi đó mới biết rằng bò của ai là số một. Khi mà họ đem hai con bò ra thí nghiệm để thấy bò nào thắng bò nào thua, thì cái phương pháp họ làm như thế này, tức là họ chất đầy một xe cát lấy ở bờ sông Ashirawati, rồi cho bò nó kéo đi. Trong lúc mà các vị tỳ kheo đến cái sông Ashirawati này tắm, thì thấy hai con bò không thể kéo chiếc xe đi được, bởi vì cát quá nặng, đầy cả một cái xe như vậy, hai con bò sức nó không kéo nổi. Nhưng mà chỉ có những cái đai da này, dây cương, dây thừng, rồi cái những cái dây mà cột ở trên cái chiếc xe nó nối với con bò, thì những cái dây đó bị con bò nó kéo đứt bung hết. Trong khi cái xe cát thì quá nặng, nó đứng nguyên một chỗ, mà các cái dây đai, dây cương, dây da, dây thừng gì đó bị kéo đứt phăng đi. Khi thấy như vậy thì các vị tỳ kheo trở về tịnh xá Kỳ Viên trình bạch lên Đức Thế Tôn cái sự việc hơn thua của hai ông Bà La Môn. Quý vị chờ chút ha. Alo, quý vị thông cảm mà sáng sớm mà có những cái cú điện thoại thì đó là những cú điện thoại bất thường. Anh trên này phải ráng nghe, bởi vì báo những cái điều rất là quan trọng. Thì quý vị thông cảm quan hỷ ha. Rồi, giải quyết xong. Trở lại vấn đề. Khi mà các vị tỳ kheo tắm ở sông Ashirawati, thấy hai con bò nó tranh đua nhau để đem phần thắng về cho chủ mình, thì chẳng thấy cái thắng thua như thế nào, mà coi như hai con bò mệt xỉu, dùng sức mạnh của mình kéo một chiếc xe cát đầy nhóc, nhưng mà một cái xe cát quá nặng đối với sức lực của hai con bò đó, và hai con bò đó đã cố gắng vươn lên
làm cho dây đai, dây thừng, dây cương này, nghĩa là các cái sợi dây cột vào trong cái xe bò nó đứt bung ra. Thấy những cái sự việc như vậy thì vị tỳ kheo về trình lên Đức Phật. Và Đức Phật Ngài đã nói thế này: này chư tỳ kheo, cái đai da và các loại dây ấy chỉ là ở bên ngoài thôi. Cũng có người chặt đứt được những cái sợi dây ở bên ngoài đó, nhưng mà còn những vị tỳ kheo thì cần phải chặt đứt cái đai da, tức là sự sân hận, và cái dây ái luyến ở bên trong, tức là dây dây đai, là những cái mà trói buộc những cái sự ái luyến ở bên trong, mà Đức Phật ám chỉ đó là sân hận, đó là ái tham, đó là tà kiến, đó là tùy miên, và cái điểm quan trọng then chốt đó là vô minh. Thì như vậy những cái này nó đã trói buộc chính bản thân của chúng ta, mà chúng ta cần phải dứt bỏ nó. Có nghĩa là người đã chặt đứt được 62 tà kiến cùng với những tùy miên phiền não bên trong, thì người đó là người đã nhổ bỏ được cái then chốt, mà cái nguồn gốc của nó chính là vô minh. Khi mà đã gạt bỏ được cái then chốt này thì chính là tứ diệu đế sẽ xuất hiện. Người đó đã thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được sự an vui diệt đế, và thấy được con đường để đi đến nơi an vui. Thì chính cái điều đó Như Lai gọi là vị Ba La Môn. Duyên sự này cho chúng ta thấy hai thầy thử sức của đôi bò, cho kéo cát đầy xe thật to. Bò mạnh kéo xe không nhúc nhích, nhưng dây thừng đứt tợ dây nho. Theo đây Phật nhắc các nhà sư, phiền não ngủ ngầm phải tự từ, ráng bức dây thừng sân dục cái Bà La Môn xứng với danh từ. Như vậy thì câu Phật ngôn 398 cho chúng ta thấy những cái sức mạnh bên ngoài là những sự cột chặt, những sự chấp thủ, chúng ta cảm thấy rằng nó chắc, nhưng mà cái chắc ở bên ngoài đó còn có thể dùng gươm bén, dùng dao để mà chặt đứt được. Nhưng mà những cái ràng buộc bên trong, ràng buộc bên trong do cái gì? Do sân hận ha, rồi do cái gì? Do ái luyến ha, do tham ha, rồi do cái gì? Do tà kiến ha, rồi tiếp theo cái thủy miên nó tiềm ẩn ở bên trong, và những cái đó cái quan trọng nhất là do cái vô minh nó đưa đẩy chúng ta, bởi vì vô minh là cái mà nó đưa chúng ta đi vào tà kiến. Và khi đi vào tà kiến thì chúng ta sẽ làm bậy, làm những cái chuyện ác bất thiện. Và câu Phật ngôn này, cái điểm đầu tiên nói lên cái gì? Nói lên cái sự sân hận, cái đai da, rồi dây cương là sự luyến ái, rồi sự ngủ ngầm ở bên trong, rồi cái vấn đề vô minh đó là then chốt. Nhưng mà Đức Phật nói rằng phải sáng suốt với việc vô minh. Mà sáng suốt ở đây do cái kiểu gì? Bút thần, tức là chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ sự thật. Giác ngộ sự thật. Và khi chúng ta thấy được sự thật, tức là vô minh nó đã né chúng ta rồi, nó sẽ bị chúng ta thấy rõ bộ mặt của nó, và nó xa lánh chúng ta. Thì như vậy cái điều đầu tiên để xảy ra vấn đề là vấn đề sân hận. Câu Phật ngôn này
nó lên cái vấn đề sân hận trước. Bởi vì khi mà chúng ta thấy trong cuộc sống, no thì mất ngon, giận thì mất khôn, à chính cái giận này nó làm cho chúng ta coi như chấp thú. À, bởi vì chúng ta muốn hơn người, à chúng ta muốn hơn người ta vì cái tâm ngã mạn mà chúng ta sân hận, à tức là hơn, thua và bằng để chứng tỏ cái bản ngã của mình. À, cho nên phải chặt đứt cái sự sân hận. Mà sự sân hận thì quý vị biết, à, nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khuẩn công đức chi sơn, tức là khi mà chúng ta nổi bồ đề gai lên thì chúng ta đã tạo bao nhiêu công đức từ trước như rừng như núi, à thì khi mà chúng ta nổi khùng lên rồi, à thì chúng ta thiêu đốt hết. À, bao nhiêu cái công đức đó cũng thiêu rồi. Quý vị biết rằng khi mà phạm vào ngũ nghịch đại tội thì chỗ chỉ có con đường đi xuống, à không ai cứu được nữa. À, tức là khi mà nổi sân lên rồi, mà ví dụ giết cha giết mẹ, à, giết a la hán, à, giết a la hán làm Phật đổ máu và chia rẽ tăng, thì với những cái ác nghiệp khi đụng vào, à, ngũ nghịch trọng tội này ấy, thì chắc chắn là con đường tiến hóa của chúng ta, à, không thể ngóc đầu lên nổi mà phải đi xuống, à, chịu cái quả báo đó. À, khi nào hết cái ác nghiệp đó thì khi đó chúng ta mới có thể tạo thêm thiện pháp. Sợ quá hả? À, trường hợp của Trâm Phu Chu Chỉ, à, Chu Chặt Cá đó, cái ông mà đã từng coi như đứng một giò ha, há miệng ra, à, rồi đứng trên tảng đá, thì với cái tư thế như vậy là một cái điều mà lập dị, một cái điều mà coi như, à, Việt Nam ham của lạ, thấy lạ, à, thấy đặc biệt, là tín ngưỡng, là tín theo, mà không riêng gì Việt Nam. Hồi thời kỳ đó ở Ấn Độ mà thấy một cái hình tượng một cái người xuất gia ha, à, đứng một giò ha, rồi há miệng ra trong cái tư thế như vậy, gọi là ăn sương hút gió, đầu thì dùng cái lá, cái cọng thuốc nốt để mà cạo ha, à, quần áo thì không mặc gì hết á, ở trần ở chuồng tu theo đạo đó thể mà, ở trần ở chuồng ăn thì ăn cái gì, ăn phẩn, nằm ngủ thì ngủ đâu, nằm ở dưới đất, do cái ác nghiệp phạm vào một cái vị thánh tăng mà cái quả nó trả như vậy. Quý vị biết mà, xuống địa ngục A Tỳ, à, chịu hình phạt suốt một thời gian dài, rồi khi mà cái ác nghiệp nó trả quả xong, sanh lại làm người, do đã từng tu tập 20.000 năm ha, 20.000 năm thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Mà cái vị này là một vị trụ trì ha, à, khi có một cái vị thánh tăng đến, à, cái chùa của mình, thì vị trụ trì này là ganh tị, nhỏ mọn, à, bổn xẻn, à, có thí chủ mời đi để bác uống dường ha, thì sợ ông ta coi như ở đây rồi thí chủ họ cưng chiều, họ trân trọng, họ họ tôn kính như vậy thì mình mất uy, à, à, cho nên khi mà thí chủ thỉnh đi như vậy thì ông ta nổi sân lên. Tới khi giờ mà đi khất thực á, thay vì thỉnh cái vị thánh tăng cùng đi, à, thì ông ta lấy cái ngón tay á búng vào trong cái chuông á, cái kẽn á, à, búng vào trong đó. Chủ yếu là càng nhỏ càng tốt, mà cái hành động mà lần mình có kêu gọi, mình có muốn chuông, à, nhưng mà cái vị thánh tăng đó biết được cái tâm trạng của vị trụ trì này, à, trước khi đó là ta nghe cái vị trụ trì này đã nói với vị thánh tăng không, không nên cạo đầu, dùng cái lá thuốc nốt cạo đầu cũng tốt hơn là cái dao cạo. Thí chủ dần, ông nên mặc y áo mà ở trần ở chuồng như vậy còn tốt hơn,
của thí chủ dân. Ông nên ăn đồ ăn mà thí chủ dân cúng. Ông nên ăn phẳng thì tốt hơn. Ông nên nằm ngủ ở trên những cái sàn tọa, những cái chỗ cao quý thế này, mà ông nên nằm dưới đất thì tốt hơn. Một vị trụ trì mà sân hận, ganh tị nói lên những lời như vậy, để rồi vị thanh tăng này khi mà búng chuông như vậy, vị này đã biết rồi, biết cái tâm của này xấu quá rồi, không thèm chơi nữa, cho nên đã đi từ đêm hôm á, chứ không phải là sáng dậy đánh chuông rồi mới nghe, không nghe mà nói. Thì quý vị thấy rằng phạm đến một vị thanh tăng, một vị a la hán, thấy con đường tu tiến của mình thành ra thụt lùi rồi, không có tiến hóa. Khi mà thân hoại mạng chung là đi xuống địa ngục, đi xuống địa ngục, và ở dưới đó, chứ làm gì mà trời đất ơi, ở dưới đó suốt một thời gian dài, cho đến khi hết một thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, tới Đức Phật Gautama của chúng ta, do cái công năng tu tập suốt 20.000 năm ha. Nhưng mà phạm một cái lỗi vậy là phải hết một kiếp Đức Phật ha. Rồi tới Đức Phật Thích Ca của Gautama của chúng ta, khi ở dưới địa ngục đó sanh lên làm người, có cái tên là Chuchika. Và ông này khi mà sinh ra thì không có mặc quần hoặc áo gì hết. Rồi cái lấy cái mẹ thốt nốt á, rồi cứa cạo đầu mà máu mới chảy tùm lum nhá. Rồi giường chiếu thì con một nhà trưởng giả mà, nhưng mà giường chiếu thì cũng nằm nằm dưới đất trời vậy đó. Nằm dưới đất nè. Rồi vấn đề Phật thực á, là những thượng vị của một gia đình trưởng giả thế mà coi như không thèm ăn, không thèm ăn, chui ra nhà vệ sinh bốc phấn lên mà ăn. Do cái ác nghiệp mình đã hướng tâm đến một cái vị thánh mà cái ác quả nó trả tới bây giờ còn dư sót. Thế mà khi ở trong gia đình đã thấy ô nhục nhã quá, một gia đình dưỡng giả mà có đứa con thế này, thôi thì đem giao cho bên cái phái lõa thể đó, bởi cái thằng này nó không mặc quần mặc áo, thì qua bên đó thì hợp gu rồi, lõa thể chấp nhận cho ở trong cái giáo phái mà cái gia đình ông trưởng giả kia thì chu cấp về tài lộc, cho nên họ rất là quan hỷ. Nhưng mà nuôi cái anh chàng này cạo đầu thì lấy lá thuốc nốt mình cạo, rồi không mặc quần áo thì cũng hợp gu với cái đạo giáo của mình. Rồi giường chiếu thì không chịu nằm mà nằm ở dưới đất. Ồ, như vậy hạnh tu cũng quá tốt, hạnh tu quá tốt. Nhưng mà rồi về vật thực thì sao? Khi trai tăng cúng dường, người ta thỉnh đi thì anh nói thôi, tôi có vật thực riêng của tôi rồi, thôi khỏi đi, tức là anh đã ở nhà. Rồi sống với cộng đồng thì anh ta cũng nói có vật thực riêng rồi, không có ăn uống chung với người ta, làm cho viên đạo giáo đó họ nghi ngờ, cái thằng này nó không ăn uống sao nó sống đó. Cái hành nó tu nằm dưới đất thì tốt rồi, nó dùng cái cọng thốt nốt để mà cạo đầu cũng hay rồi, áo quần không mặc thì phê ta rồi, như vậy thì cũng quá tốt á. Nhưng mà tại sao nó không ăn nó sống? Rồi mới cho người theo dõi. Một hôm được thí chủ thỉnh đi chơi tăng ha, thì anh ta viện cớ là thôi ở nhà tu tập, khỏi không có đi, bởi vì ở nhà cũng có Phật thực rồi. Thì bên cái giáo phái này mới cho người theo dõi để coi, anh ta có Phật thực là Phật thực gì của anh mà anh cắt ăn riêng vậy, không đem ra cho chúng cùng hưởng ha. Cành mè, và anh ta nghĩ rằng đi cả chùa đi hết rồi. Thế là anh ta mở cửa vô phòng vệ sinh ha, dùng tay vắt lại từng vắt những cái vật thực mà người ta thái ra đó,
Hạ bác và từng bác vẫn thà ngồi ăn một cách ngon lành. Nhưng mà người ta rình, người ta theo dõi, người ta thấy được như vậy, ta ghê tởm, và ta báo với giáo chủ của họ. Thế là một cuộc họp khẩn cấp được mở ra, và trong cuộc họp đó là khai trừ anh chàng Chu Chắc Cá này, bởi vì anh ta đã làm ô uế cái đạo giáo này, tức là nói rằng một người mà xuất gia trong giáo phái lã thể như chúng ta mà có những cái hành động ăn uống nó ghê gớm thế này thì ai còn dám bước chân đến cái giáo phái này. Cho nên trục xuất. Khi trục xuất thì lang thang không biết chỗ nào để mà sống, thì anh ta đi lên một cái tảng đá, một cái chỗ mà thường thường á, người ta hay nói là nhất quận công, nhì là ra đồng á. Thì cái chỗ đó là một cái tảng đá mà hoang vu, người ta phóng uế tự do ha. Người ta phóng uế tự do. Và anh này anh đi tới đó thì anh thấy trời ơi, lý tưởng, thiệt là lý tưởng. Thế là chọn nơi này làm quê hương, làm cái nơi tu tập. Mà tu tập của anh ta là tạo một cái chú ý, tức là đứng dỡ một giò lên, chỉ đứng một chân thôi, miệng thì há hốc ra, hai tay thì giăng ra hai bên. Người ta mới hỏi ông tu theo cái đạo gì kỳ vậy? Ông ta mới trả lời: tôi ăn sương hút gió, tôi đứng một chân. Nếu mà tôi đứng xuống cái chân này, tôi thả xuống á, thì quả địa cầu này sẽ rung động. Và đó là một cái điều mà bất hạnh đối với quý vị ở tại đây. Tôi đưa hai tay ra thẳng như vậy để cho nó thăng bằng, sợ rằng cái chân này để xuống là một cái tai họa lớn cho cái thành phố này. Bà con nghe sợ quá, mà thấy chị Kim Nhung cũng nói sợ quá, sợ thế thu mà. Hay là bà tiếng gì đoàn thấy ông này mình lên cái tảng đá mà thấy ông đứng một giò vậy mà đi vệ sinh rồi xong rồi đi về rồi cũng thấy ông đứng một giò vậy, ông đứng hoài vậy, ai là ông sợ thấy sĩ tầm an là bái phục rồi đó. Và thế là người ta tôn ông ta là một vị a la hán, tôn ông ta là một vị thánh, một vị a la hán. Mà ông ta coi như lợi dụng cái từ a la hán này suốt 55 năm, tức là đứng một giò như vậy ha, rồi hưởng cái quả vị a la hán mà người ta tặng cho là 55 năm. Cho đến một lúc nọ, cơ duyên chín muồi, Đức đến là tại cái tảng đá đó và nói với ông ta là: ê, đi tới đây thì cũng mệt mỏi, không là xin nghỉ nhờ đây một đêm. Cái anh ta đuổi liền, bởi vì nếu mà ở đây thì anh ta bể mánh, thấy được cái hành động ta, anh bỏ chân xuống đi kiếm phẩm ăn như vậy thì coi như bể mánh, thì này đuổi, ở đây không có chỗ ở dòng rồi. Thì Đức Phật nói: ngươi dối gạt ai thì dối gạt, cái việc làm của ngươi ta biết hết rồi. Đứng một giò há miệng hút gió ăn sương, tạo những ác nghiệp xấu, để rồi bây giờ phải trả quả như vậy, ngươi còn tự xưng ngươi là a la hán. Thì vẫn chối cãi, vẫn chối cãi, nghĩ mình là a la hán, vẫn đuổi Đức Phật đi. Nhưng mà khi Đức Phật mà chỉ ra trúng cái tim đen của anh ta rồi thì cái đó mới chấp nhận. Nó làm trong quá khứ đã từng phỉ bán một vị thánh, một vị a la hán, mà người phải chịu khổ đến cái nỗi là phải dùng lá thuốc nốt cạo đầu nè, phải nằm dưới đất nè, không mặc y phục nè, ăn những vật thực có như bẩn thỉu như vậy. Mọi người tưởng người ngon hả, a la hán hả? Rồi khi mà nói lên quá khứ thì Chu Chắc Cá nè lật đật quỳ xuống và tôn vinh Đức Phật là một vị thầy, là một người thầy để mình theo học hỏi tu tập.
và chứng đắc thánh quả trong một câu Phật ngôn rất là ngắn gọn mà cũng quên rồi. Thôi thì cũng hết giờ ha. Ở đây nói lên cái vấn đề gì trong câu Phật ngôn này? Tức là do sự ganh tị mà sân hận sanh khởi. Sự sân hận nó đã làm cho cái công năng tu tập của chúng ta 20.000 năm bị xóa mờ và phải đọa vào khổ cảnh như vậy đó. Thôi thì hết giờ rồi. Với câu Phật ngôn này thì chúng ta cố gắng ha, để sự sân hận được sanh khởi. Ai giữ mình lắng nghe đi, chứ đừng có vì cái tiếng chửi đó mà mình có qua có lại mới tội lòng nhau. Xin lỗi. Nhìn thì nhục, mà mình không nhìn thì bị nó đục. Thì thôi thà mình chịu nhục để mình thấy được cái nhục đó, cái mức độ nó như thế nào. Cái tâm sân mình nó sanh khởi từ sân trước, sân sau, đến sân thượng, rồi tới sân gà. Mình phải nhận định cái sân của mình tới cái mức độ nào. Mình chỉ thấy nó thôi, chứ đừng có ai vua theo nó. Có như vậy thì chúng ta tu tập mới thành công ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được chấm dứt nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự hành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin quan lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn chính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ san cho quát chê nạ so kỳ vô hô tụ sa phạt đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà. Dạ xin mời Sĩ Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt. Lời thánh tình nên thiện.